Cô gái xinh hả? Nè, cô gái nè. Chọn chữ A hả? Chọn là chữ A. Mình chọn thằng móc kiến nha. Nấu ăn mà làm gớm. Tình thế á ba. Nấu ăn mà làm lố. Ui Lố hơn đánh nhau nữa. rồi tôi. Phải nấu ăn cho cái con này ăn nè. À. Nó không kịp đâu, nó ăn thịt mình á. Rồi, em bóc cái đó đi. Em bóc cái này em để qua bàn bên đây cho anh ăn. Đây Bóc cho cái anh nào? làm tiếp. Bóc hai cái luôn. Rồi, anh tí. Để anh chặt xong rồi anh mang qua cho em. À, dĩa đâu đây? Em để dĩa đó đi. Xong rồi anh bỏ đồ vô. À. Từ 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 còn cái nữa. Rồi đó, em bưng cho con đó ăn. Anh nghe anh ơi, anh xấu xí. Nope. Anh đâu rồi? Em phải để cái miệng nó lụm lại. Má. Đó, giờ món đồ mớ. ăn mà còn lười Món nữa. mớ là lấy xà lách nè. Salad đâu? Nè, coi đây nè. Đó, xà lách nè, cái này xà lách nè. Rồi, để qua đây bà. Rồi, em coi héo này, xà lách với cà. À. Ok. Ăn gì mà ăn healthy vậy má? Rồi đó, em lấy dĩa em bưng này đi, anh làm xong cái này Má nó bắt sai mình như chó. nè. Có sai đâu. Rồi bưng cho nó đi. Chưa mà nó mới mỗi xà lách à. Ừ, salad là xong cái này nè. Món này nè, đang làm món này mà. Rồi bưng cho nó. Ba ăn heo thì với ba. Rồi lấy cái dĩa lại, đừng mấy này nè. Chạy mỏi tay luôn á. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1 kìa. Quăng cho nó ăn Ai đi. đu? Quăng cho nó ăn. À, what the f? Thua rồi hả ba? Không biết nữa. Mới chơi trò này mà. À, qua mạng rồi cơ. À, chặt là con dao phải để đây nè. Lấy củ hành ra chặt bà. Củ hành kìa. Má, không nói sớm. Má, tao điên mẹ nó rồi. Cho tao cái dĩa đó tao chặt chứ. Đó chặt đi. Ờ, phải đổ vô nồi. Ủa nó chặt đâu? Sao nó không chặt? Bấm à, chữ B. Bấm chữ X, chữ B gì coi. Rồi bỏ lên. Ừ bấm chữ, chữ X. Ê, chữ X này Rồi sao? nè. Chặt 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 chặt. Mày xách đi hả? Nó sắp cháy rồi đó bà ơi. Từ từ khoan, bỏ vô nó cháy. Nó cháy. Bỏ vô đi má. Rồi đó. Bỏ đi. Khoan từ từ nó cháy nè. Ủa sao sao làm cho nó hết cháy? Má hai đứa chưa ngu. Rồi bỏ vô. Tao cho nó ăn dơ kìa má, nó rớt xuống dưới đất kìa. Rồi Cái thằng này đứng kìa mà chiến. Đó nó rớt mấy lần luôn mà thiệt cái nó ăn đồ dơ. chưa, đem đi rửa nữa. Rửa gì má? Rửa cái gì vậy? Rửa cái nồi. Má nấu mà rửa má. À, rồi đó, xong rồi đó, bỏ vô nha, bỏ vô nha. Nope. Bỏ vô. Sao nó đứng ở đâu vậy má? Rồi đây chính đường, chính đường. Tao bỏ vô nè, đó lẹ. Lẹ, cắt đi nhanh 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 nhanh. Từ từ tao đang đi. Nhanh. Đây để cắt cho. Ủa tao vô ít quá vậy? Ừ. Đưa nước. Đưa đưa bình cứu quả qua, đưa bình cứu quả hả? Đưa, đưa bình xịt nè, bình xịt từ nè. từ Để cái dĩa chị trái cái dĩa luôn. Sao mà lấy cái bình xịt đây? Sao mà lấy? Ai biết đâu, để tôi lấy cho bà. Trái từ cái nồi luôn Chết mẹ rồi, cháy nhà rồi. Trời thiệt á, cứ đưa qua đưa lại chi vậy? Mệt quá, giờ nấu gì? À, đây cái dĩa đựng nè, chuẩn bị nè. Đó. Đi. Ơ đù.
Rớt dưới đất. Thế kiệt. Sao nó méo thách gì má? Lộng ờ bấm lộng đi. Trời thề chán nản luôn á. Mất kẹt cái đó luôn á. Đó lấy cái nồi nè bỏ lên đi. Rồi đó lấy củ hành bỏ vô. Cà chua má. Hết giờ luôn thiệt, nãy giờ nấu được mấy món rồi? 3 món, 4 món gì đó. Nếu có cái nào không vậy má? Không có sao luôn. À, chơi kỳ vậy ba? Chơi giỏi lắm rồi á. Không tại cái cục này nè. Giỏi không? Chơi bàn phím không? Thôi bàn phím quen. Ồ, hạnh phúc vậy? Nấu cho người ta ăn non, mình đói bụng. Ba ngày chửi nhau quá trời luôn. Tối về đặt hạnh phúc với người ta. Chửi cho cổ vô. Sao? Ê à, nhà đó mà. Nó mới đánh mình kìa. Cái này là đụng, đụng. Đánh nó hả? Đó, chạy lên đứa chữ B á. Bấm chặt đó. Dở không? Dở không? Dở không hiếp tao hả? Thôi chạy ra ngoài. Ê, mình xuất hiện ở một cái chỗ mới á. Không phải xuất hiện chỗ mới, mà là nó mở ra một cái chỗ mới bên đây nè. Thì giống bàn cờ tướng quá ba. Giống bàn cờ vua quá ba. Không giống bàn cờ caro quá. Mấy cái bàn cờ đó nó giống nhau má. Ừ. À, vô chờ. Gì vậy? Rút má ừ, đông chân quá. Chuột rút về chơi điện tử cũng chuột rút nữa bà. Là bây giờ thiếu cái gì ta? Cà chua. Đừng có bỏ xuống dưới đất nữa, ta lụm không được. Giờ bỏ ra đâu, không có bàn bỏ. Xấu tiếp luôn rồi, hồi nãy giờ mình cũng làm được nhiều món á. Má ta rớt xuống luôn rồi. Ta lộn nhau. Trong nhà bếp ta rớt xuống luôn rồi. Tự nhiên đi sát thạch xong rồi, đi bỏ hùng ghét ba. Con chuột kìa, con chuột lấy đồ ăn của mình kìa. Quỷ nào? Đó, con chuột đó. Con kia. Người ta đứng ta bắt chuột cho nó ăn đi. Ê, dù ta bắt nó thì ta đánh nó hả? Nó đâu rồi? Thôi lo nấu ăn đi. Lo lo nó kiếm con chuột. Ta phải đi kiếm con chuột chứ, ta không thể chấp nhận được mấy đồ ăn của ta. Không, mình đồ ăn á mình để ở bên ngoài lâu nó mới lấy được. À. Nó mới nghe mùi. Cái gì nãy giờ ta chả thấy cái gì. Ê, ừ đúng rồi, cầm. Ê, thiệt tình luôn á. Thấy chưa, ta vừa ló cái mặt đi là ta đi nấu ăn cái là nó lấy thấy chưa. Chuột kìa. Ê, ta đi dí con chuột. Ê, chuột. Nó đi lấy đồ ăn của ta rồi kìa. Cắt đi. Không biết được sau nào không nữa.